rồi lựa chọn một thánh vật cấp 2, bảo thực pháp luật tàn phá sau khi nạp vào hạch tâm thần vực chủng tộc hạch tâm nhận được năng lực bảo thực tổng dụng lượng thức ăn nạp vào cơ thể lớn hơn gấp nghìn lần và có thể hoàn thành tiến hóa bản thân thánh vật bản thể tàn phá chỉ tác dụng với các thể sinh mạnh bình thường lựa chọn 2, anh hùng khuôn mẫu giao cho một người là thể sinh mạnh siêu phàm có thể giúp hắn thăng cấp thành thể sinh mạnh anh hùng lựa chọn 3, một điểm thần tính cái này cũng quá tuyệt vời thật khó chọn quá bạo thực pháp luật có thể biến châu chấu bình thường thành thể sinh mạnh tinh anh nhưng mình chắc không nuôi nổi mất khuôn mẫu anh hùng để cho một thể sinh mạnh siêu phản tiến hóa thành thể sinh mạnh anh hùng một điểm thần tính tương đương với 10.000 nghìn tỷ tín ngưỡng chi lực cũng tương đương với 100 triệu thần lực khác gì chúng phiếu độc đắc đâu bây giờ chắc chắn là không nuôi được 100 triệu con châu chấu thể sinh mạnh tinh anh đâu chỉ có thể dùng lên tổ trùng trước đã cứ bắt đầu bằng nuôi một triệu con mỗi năm đã ba ngày sau chúa ơi là con trùng khủng lỗ hay con thần lắn khủng lồ vậy ta tuyên bố người chính là bạo tường hoàng trùng tờ lớp tạc tường hoàng trùng ngươi đã suy nghĩ kỹ về việc làm nô lệ cho ta chưa ngươi không có hậu phương không có tài nguyên với thực lực hiện tại thì ngươi không thể nổi bật hơn so với các bán thần khác được cho cháu của ngươi được nuôi dưỡng khá tốt nhưng suy si cho cùng vẫn quá yếu về phương diện thần phục người lùn tuy rất nổi bật nhưng cũng không phải quyến tộc cốt lõi của ngươi tôi đánh giá cao lòng tốt của cô chuyện tôi có thể làm được hay không thì chúng ta sẽ biết sau kỳ thi ngươi điền chết mất Hàn Vũ, một ngày nào đó, ta muốn cho người hoàn toàn cút khỏi tầm mắt của Tần Sảng. Cuộc thi tổng thể lần này sẽ liên quan đến định mức phân phối tài nguyên trong tương lai của lớp, điều này vô cùng quan trọng. Các em học sinh vì để phát huy thực lực lớn nhất của mình, học sinh có thành tích xuất sắc sẽ có được các phần thường đang trang tay tôi như thánh vật, thần vực thổ địa, mảnh vỡ hạch tâm, quân đoàn quyền tộc, chỉ cần các em có năng lực thì có thể lấy đi. Quy tắc dự thi các em hãy đọc cẩn thận. Quy tắc dự thi, cuộc thi tổng thể lần này chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 là chế độ đào thải, giai đoạn 2 là giai đoạn chế độ xếp hạng trong giai đoạn đào thải. Tất cả học sinh sẽ tiếp nhận bài thi có độ khó giống nhau. Những người thông qua thì điểm tích lũy sẽ được cộng 1, người không thông qua sẽ trực tiếp bị đào thải ra khỏi trường. Sau khi thông qua bài kiểm tra của giai đoạn chế độ đào thải, những học sinh còn lại sẽ dựa vào thực lực tuyến tộc còn dư lại của bản thân, tiếp tục lựa chọn rút lui khỏi bài thi hoặc tiếp tục chiến đấu. Những người rút lui sẽ không có cơ hội được vào bảng xếp hạng. Giai đoạn xếp hạng, bài thi sẽ áp dụng chế độ chiến đấu vô hạn, những người xâm nhập vào sẽ bị dịch chuyển ra bên ngoài, mỗi lần vượt qua được một làn sóng, xếp hạng cá nhân sẽ được nâng lên, điểm tích lũy trên lớp sẽ được tăng thêm một. Người bị đào thải thì phải bị đuổi học luôn đúng là tàn nhẫn thật đấy, nhưng phần thưởng của bài khảo hạch lần này chắc tuyệt lắm đây. Nội dung phần thưởng, những học sinh được xếp hạng sẽ ngẫu nhiên có một tấm thẻ tài nguyên cơ bản. Tốc 100, thần vực lĩnh sĩ giá trị 100 thần lực, loại hình tùy chọn. Tóc 50, một thánh vật cấp 1. Top 30, một tấm thẻ sinh sản, thẻ sinh sôi có thể làm cho tốc độ sinh sôi của quyến tộc trong vòng 10 năm tăng lên gấp 5 lần. Top 20, kiến trúc cấp 1, thần điện, trong phạm vi trăm mét thần điện có hào quang thần thánh sơ cấp cấp 1, có thể tăng tốc hồi phục của quyến tộc. Top 10, một vũ khí thần lực trong giá trị 100.000 thần lực, hình dạng tùy chọn. Top 5, một hạt giống siêu phàm, có thể gia tốc cho thể sinh mệnh tinh anh nhanh chóng lĩnh ngọ siêu phẩm chi lực, tiến lên cảnh giới siêu phàm. Top 3, cấp độ của thần vực hạch tâm cộng 1. Top 1, một điểm thần tính vì phần thưởng mà liều mạng thôi cuộc thi bắt đầu vòng thứ nhất của kỳ thi tổng thể lần này sắp bắt đầu mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng đếm ngược ba hai một không các quyến tộc của ta đâu chuẩn bị xuất chiến Khuyết nhục ba khôi đấu loại thôi mà chơi lớn như vậy sao thứ này đi là thể sinh mạnh thường nhưng lại có sức chiến đấu như một thể tinh anh hơn nữa da thịt dày cực kỳ khó đánh may mà động tác lề mề 50.000 bạo tường hoành trùng tấn công tiến hành nham tương tự bạo thế mà cũng có mùi thịt nướng, không phải để cho châu chấu của ta ăn đấy chứ. Người luồn xích lộ, lôi hết thi thể về. 15 phút sau, của nhiên ăn hết luôn rồi. Ta hiểu rồi, đây sao còn là thi nữa, rõ ràng là tặng đồ ăn, nếu phía sau kỳ thi vẫn vậy, thì để kỳ thi diễn ra mãnh liệt hơn nữa đi. Một học sinh lại bị loại rồi, tôi vốn nghĩ còn muốn xem cậu ta thêm lúc nữa cơ. Lớp tôi đã bị đào thải 20 học sinh, giảm 1 phần 3 quân số. Lớp tôi còn thảm hơn, đã có hơn nửa học sinh bị loại rồi. Bài thi tổng hợp lần này độ khó có hơi quá rồi không? Hiệu trưởng dẫn theo ba vị phó hiệu trưởng ra tiền tuyến cùng nền văn minh ma uyên tranh đoạt mặt trận, lựa chọn huyết nhục ma khôi để làm kẻ địch xâm lấn trong bài khảo hạch đào thải lần này chắc chắn có lý do của nó cả. Thôi, bán thân chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, được làm nhóc huyết nhục ma khôi được cho là ác mộng trong mắt người khác đã tới chỗ thằng nhóc rồi không ngờ lại trở thành thức ăn nuôi dưỡng quyến tộc cũng được làm đấy hơn nữa quyến tộc có thể chống lại độc tính trong xác thịt của huyết nhục ma khôi sao châu chấu này có thể bỏ qua thuộc tính độc của huyết nhục ma khôi sao đây có thể là phát hiện mới đấy rất có giá trị nghiên cứu hư ăn may chó ngáp phải rồi thôi nói về thực lực thì đám châu chấu của nó cũng chỉ là rác rưởi thôi vận may cũng là một phần của thực lực tôi thấy châu chấu mà thằng nhóc nuôi dưỡng thực lực không hề yếu này là thể sinh mệnh siêu phàm đấy mặc dù chỉ được cho là tồn tại lót đấy trong số thể sinh mệnh siêu phàm nhưng suy si cho cùng cũng đã bước qua người siêu phàm rồi châu chấu thể sinh mệnh siêu phàm không phải chỉ là châu chấu thôi sao chiến lược tổng hợp cũng chỉ bằng một thể sinh mạnh thường, thậm chí ở một phương diện nào đó còn không bằng Golin. Thầy Lưu, thầy phiến diện quá rồi, thầy không thể so sánh khuyết điểm của châu chấu với ưu điểm của các loài khác được. Tôi hỏi thầy, mỗi một năm châu chấu có thể mở rộng quần tộc cấp mấy trăm ngàn lần, Golin có làm được như thế không? Thôi tôi với thầy không cần cãi nhau nữa, chúng ta cùng xem kết quả là biết. Lớp tôi có một học sinh tên Lưu Mặc, quyến tộc của thằng bé là Golin. Tôi cả với thầy, là tới cuối cùng thành tích của Lưu Mặc sẽ hơn hẳn Hàn Vũ, thầy dám cơ không? Có gì mà không dám, cá thì cá, tôi cả thành tích của Hàn Vũ lớp tôi nhất định sẽ hơn Lưu Mặc lớp thầy. Được, vậy ở đây mọi người sẽ làm nhân chứng, chúng tôi sẽ lấy 5 điểm thần tính ra để cược. Được, Điền Văn, lần này ngươi còn không đền chết. Lưu Mặc là cháu ruột của ta, ta cho nó tài nguyên, ngươi có cam lòng cho Hàn Vũ không? Cuộc thi loại đã kết thúc, 1.430 thí sinh đã thông qua, 300 thí sinh lựa chọn để tham gia đánh giá xếp hạng. Thế mà còn có 130 người từ bỏ cuộc thi, đám nhát gan không có khí phách. Đừng trách các bạn học, độ khó của cuộc thi lần này rất cao, có người bỏ cuộc cũng là chuyện bình thường. Những học sinh có thể sống sót trong cuộc chiến khó khăn thế này mới là mục tiêu mà chúng ta nên bồi dưỡng sau này. Đánh giá xếp hạng, bây giờ bắt đầu, chính là cái này. Đây không phải tặng điểm sao? Chỗ tôi có hơn một tỷ hoàng trùng đang đói khát nè. Những binh sĩ xương cốt, cậu đây là đang làm khó tôi đó phán hổ. Hai, chỉ có thể đánh thôi. Một tỷ hoàng trùng ăn chúng đi hai tiếng sau đúng là một đám gà mờ đợt binh sĩ xương cốt số 2, hoàng trùng tự nổ xuất kích bạo tường hoàng trùng hỗ trợ lên nếu như nhàn thạch tiếp tục dâng cao vậy đám binh sĩ xương cốt đó sẽ không thể bơi từ trong nhàn thạch tới đây đâu nhỉ nhiệt độ cao hơn chút thì tốt người luồn xích lư đem những dụng nhan nóng chạy ở trong lò lớn kia đồ lên mặt đất đám binh sĩ xương cốt này bây giờ một khi tiến tới cửa sẽ được tiễn tới tây thiên luôn mình của nhiên là thiên tài trời đất cậu thanh niên này suy nghĩ cũng thật đặc biệt không xem thử xem đây là bạn nhỏ của lớp nào có gì to tát chứ không phải chỉ là đánh tới đợt thứ bảy thôi sao lưu mặc lắp tôi cũng đã tiến tới đợt thứ bảy rồi thần vực lưu mặc 13 tòa tiện tháp cấp 1, 9 tòa xiềm điện tháp cấp 1, 12 tòa hỏa cầu tháp cấp 1. trong nhà đám nhóc này có mỏ sao các ngươi ai làm lại tôi đầu tư nhiều tài nguyên như thế vị trí đứng đầu cuộc thi lần này còn không phải lưu mặc của bọn tôi sao mọi người mau xem thần vực của tần sảng xiềm điện tháp 100 tòa thiên sinh tình anh sinh mệnh thể lối tước 30 vạn con phàm sinh mạnh thể cố thụ cự nhân, 100 người, thiên kim tần gia, của nhiên đủ mạnh, không so được, không so được, nhà người khác có mỏ, trong mỏ nhà bạn học tần sàng có nhà, không có nhân tính, bán thần như tôi cũng không có nhiều át chủ bài như cô ấy. Lúc trước nghe nói bạn học tần sàng là top 3 của lớp đó, bây giờ xem ra, top một chẳng qua cũng chỉ có thế thôi. Hàn Vũ, đều tại cậu, tôi nhất định phải khiến cậu trả giá. Đợt thứ 10 kết thúc, còn lại 18 thí sinh. Đợt xâm chiến thứ 10 sắp bắt đầu, độ khó tăng cao, mời các bạn học sinh chuẩn bị tâm lý trời ạ à, anh hùng sinh mạnh thế không có giả chủng tộc tộc xương có cấp bậc sinh vật anh hùng thiên phú có thao khống có tụ hợp